Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Vesola. Thì hôm nay hai anh em chúng tôi có làm một cái video hướng dẫn sửa chữa đèn năng lượng mặt trời tiếp theo những cái series trước. Thì như anh em đã biết, mỗi khi mà có khách hàng xem video và họ tìm đến Vesola để nhờ sửa đèn năng lượng mặt trời, thì hôm qua có một anh ấy cầm hai chiếc đèn này đến. Đây, anh em có thể thấy hai chiếc đèn đấy, một chiếc đèn 500W, một chiếc đèn 100W đến để nhờ Vietsola kiểm tra thay pin cho anh. Anh bảo là thay pin, nhưng mà bên Vietsola bên khác thì chắc chắn là họ sẽ thay pin luôn và để bán pin để lấy tiền, lấy lợi nhuận. Nhưng bên Vietsola thì anh em chúng tôi luôn kiểm tra pin xem là có cứu được không. Sau đó nếu mà không cứu được thì chúng tôi sẽ thay pin cho khách hàng, để quý khách hàng biết là bên Vietsola bán buôn bán sỉ thì có đầy đủ các linh kiện và máy móc để có thể cứu được pin anh em nhé. Nếu mà anh em có những cái đèn nào mà bị hỏng mà lỗi thì anh em hãy liên hệ số Zalo bên dưới, thì Vietsola có kỹ thuật hỗ trợ anh em bắt bệnh để hướng dẫn anh em cách sửa chữa. Anh em có thể xem video và đăng ký kênh của Vietsola để tiếp tục xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành kiểm tra hai chiếc đèn này. Hai chiếc đèn này Vietsola chưa mở ra và hoàn toàn không có kịch bản gì cả. Và hôm nay chúng tôi sẽ mở ra để kiểm tra thực tế chiếc đèn bị làm sao, để chúng ta có thể cùng nhau tìm cái lỗi để sửa chữa cho khách hàng anh em nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ok anh em nhé, thì cơ bản đầu tiên là nó vẫn sẽ là cắm cái sạc nguồn này để kiểm tra nhé. Cái sạc nguồn này là 5V 2A bên Vietsola có cung cấp anh em nhé. Cắm đầu này không vào này, đảo ngược này. Báo lạp này. Đây báo lạp. Ngắt luôn nhé. Và ngắt luôn, đèn vàng luôn. Đây báo full pin luôn là coi như là không có pin đấy, là lỗi pin không tích được. Cái này mà không pin tích, không tích nhá. Ok, cái này bắt bệnh là pin không tích này. Con này nhá, hai cái đèn này khách anh bỏ là đều là cắm tấm pin, nó không sạc được nữa. Ok, con này bị tình trạng là pin bị kiệt điện quá các bạn nhé. Đây mình cắm sạc bắt đầu vào rồi, thì điện nó đang yếu, đang ở một vạch này. Con này chắc xuống khoảng dưới 2V rồi. Hôm qua cái anh khách anh bảo anh ấy là nhà anh ấy sửa nhà, thì anh ấy tháo ra một thời gian anh không dùng nữa. Thì cái đèn năng lượng mặt trời nếu mà đang dùng rồi ấy mà lâu không dùng nữa thì nó sẽ dễ bị kiệt điện lắm anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Cái này mình cứ bỏ ra đây cho nó sạc nhá. Đây cứ sạc cho anh ấy thôi. Sạc khi mà cái đèn này nó vàng đầy là mình sẽ kiểm tra cái tiếng chiếu sáng, nếu ok thì sẽ gửi cái hàng. Và anh ấy bảo là pin cái này của anh ấy là thay 4 pin, nhưng mà nếu mà sạc đầy vào rồi thì hoàn toàn không mất tiền nhé. Mình sẽ hỗ trợ anh ấy cái đèn này thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau mở chiếc đèn này ra này để xem nhé. Chiếc đèn này thì hỏng pin rồi. Có mấy pin nhé? 8 pin này. Có 8 pin đúng không? Mọi người cứ rạch này ra nhé. Pin này để lâu quá chảy nước. Chảy nước rồi đúng không? Hỏng rồi không cứu được. Nếu mà chảy nước không cứu được đúng không? Đây này. Đây. Hàn xì hết rồi. Như trường hợp này nó mới bị bắt đầu coi như để này lâu quá rồi. Nó chảy cái pin, nó chảy cái dung dịch làm mát ra nó sẽ làm hỏng. Thường thì nếu mà chúng ta mở ra mà nó bị hỏng lỗi cái mạch bảo vệ mà anh em kiểm tra pin nó vẫn còn điện ấy thì mình cứu được, nhưng mà pin lên nó chảy nước mà nó han hết ngày rồi thì chỉ có thay thôi anh em. Này không dùng được nó rồi. Han hết rồi. Ok, các cái miếng thiết nó han hết, nó do bị nước làm mát nó chảy ra, pin nó chảy ra nó hỏng. Không, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các mọi người thay đơn giản nhá. Bởi vì là đây, mọi người quan sát cái đèn kiểu này là pin họ đặt ở đằng sau này, led họ đặt ở đằng trước đúng không? Thì bây giờ mình không muốn tháo đầu này ra nữa, mình chỉ tháo điểm này thôi. Không phải tháo led ra nữa đúng không? Để hàn vào led, không phải tháo ra nữa. Để trên chỗ nào nó đỡ ấy mà. Không ấy đâu, ngọ sơ suất thôi. Anh em cắt cái điểm này đi nhá, nó bị cái dung dịch làm mát ấy nó vào, nó oxy hóa điểm này rồi. Nó hàn đúng không?
Kata. Có một cái lưu ý là khi mọi người thay pin nhé, mọi người nhìn dây pin cho mình. Nếu cái dây màu trắng này thì nó phải màu trắng, còn dây bằng đồng ấy thì nó phải màu vàng, nhưng nó đã chuyển sang đen rồi là mọi người phải tháo cho led ra, thay lại toàn bộ dây. Nó bị hỏng hết dây rồi, oxy hóa đúng không? Oxy hóa và dẫn điện kém. Thay pin vào mà cái đường dẫn kém này, nó hiệu suất lạp nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thay pin thì chúng ta bóc cái quả nhựa ra đúng không? Màng bọc ra. Sau đó nhấc pin ra để nó dễ, chứ còn pin này dán keo rất là khó bóc. Anh em dùng kìm nhấc lên nhé. Chắc quyết. Chắc đây. Đứt. À, lấy kìm đi em. Những cái pin mà chảy nước ra thì anh em lưu ý đừng chạm tay vào nhé. Nó có lưu hình, nó có nhiều cái không tốt. Sức khỏe. Cái pin này Vesola sẽ gửi cầm đến cái chỗ điểm tái chế người ta thu gom ấy, thì Vesola sẽ cho vào đấy để người ta sẽ. Đây là pin mới bên mình nhé. Sẽ sửa, sẽ xử lý nhé. Cái pin bên mình cung cấp này nó như này. Mình sẽ đóng giống của khách. Đó. Và cái pin này là pin 327000 không có đầu vít mọi người nhé. Pin này thì mình nhập nhà máy của EVE. Và cái pin này thực ra là mình cũng không nhập trực tiếp được nhà máy, bởi vì là mình nhập số lượng ít ấy, thì mình phải nhập qua một công ty sản xuất đèn. Họ nhập hộ mình thì mới lấy được cái pin của bên công ty EVE về. Công ty EVE chứ mình... rất nổi tiếng và pin mới 100% anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ không hàn nhé, mình sẽ lối tay này cho anh em xem. Mọi người cắt dây âm với dây màu đen, lối với dây màu đen nhé. Mọi người để nhẹ vào lối cho mình. Anh em lối này nó rất là chặt nhé. Nó đan vào nhau, dây đan vào nhau, lối rất là chặt. Nhiều anh em không có kìm hàn thì có thể sử dụng bằng cách này luôn, sau đó dùng băng dính đen để quấn vào. Rất là đơn giản thôi. Không cần phải kìm hàn lằng nhằng gì cả. Anh em chia ra nhé. Đèn sáng rồi. Khi mà lắp pin vào thì đèn sẽ sáng luôn này. Khi mà thay pin thì sẽ dùng bình thường thôi anh em nhé. Tất cả bên Vietsola có cung cấp tất cả những loại pin của tất cả những loại điện năng lượng mặt trời nhé. Anh em quan tâm hãy inbox số điện thoại trên Zalo để được hỗ trợ tư vấn là thay pin. Anh em mở cái đèn của anh em ra, mở ra kiểm tra. Nếu mà hỏng thì anh em mua pin Vietsola sẽ cung cấp pin giống y hệt pin của anh em luôn nhé. Pin mới 100% chất lượng. Đảm bảo xịn anh em ạ. Tại vì bên mình làm ăn lâu năm, mình có kinh nghiệm chọn pin, mua pin. Pin giờ nó có nhiều loại. Tại vì là bên mình là mất tiền học phí nhiều rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dán keo vào và lắp lại giả lắp khách. Lắp lại giả khách nhé. Bây giờ là mình sẽ cắm sạc. Để kiểm tra xem cái đèn này nó hoạt động như nào. Đây đèn báo sạc nhé. Led tự tắt. Led tự tắt. Chào anh em nhé. Cái đèn này xong rồi. Xong rồi, ok anh em nhé. Lắp lại là xong rồi.